Đây thì cái này là cái sữa tắm để chị ve rận này. Còn cái này thì là sữa tắm của nó và nó mang cái hương nước hoa. Mùi rất là lâu, thơm rất là lâu ấy. Dễ chịu lắm, nói chung là sản phẩm của Bion này có cái Bion Care này có cái mùi hương thơm mà em rất là thích. Thì đấy, nó là sản phẩm dạng gel như thế này này anh này. Đấy. Đây là của ve rận này. Đấy. Cái màu đỏ này, màu da cam này là của ve rận đúng không? Da cam này của ve rận. Còn cái này nó cũng là dạng nước hoa thơm thôi đúng không em? Nước hoa thơm. Đây, nó cũng dạng gel trong như thế này. Đây mình sẽ quay thơm lại. Lắm. Trời ơi mọi người ơi, thơm cực kỳ dễ chịu luôn. Và sản phẩm của Bion Care này nó rất là lành tính. Anh ạ. Có nghĩa là nó có cái sự em cảm nhận là nó giúp cân bằng cái độ pH rất là tốt ấy. Khi mà em tắm cho nó ấy thì là tay chân của em rất là mềm mại luôn. Mình tắm cho nó thì lông của nó rất là tơi này. Không bị kích ứng đúng không? Không bị kích ứng trên da. Tay của mình cũng rất là gần, nó đều là có cái nano bạc kháng khuẩn. Cái này là cái rất là đặc trưng của cái thương hiệu này. Nó giúp cho kháng khuẩn và trị những cái vi khuẩn ở trên người của thú cưng rất là tốt luôn.